đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipa-si-cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayi-cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bát chánh tăng nguyên đi bồ như hi ti là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí thức được biết được thấy tự nơi tâm. Nan thi mê sa ra năng an nhân thẩm mô mê sa ra năng quá răng ê tê na sát cha quan chê na hồ tu mê cha gia bằng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sumpatipanno Phagavato Sāvaka Sangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Ucchupatthipanno Phagavato Sāvaka Sangho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhanyapatthipanno Phagavato Sāvaka Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sammi Chipatipanno Phagavato Sāvaka Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yati tăng chánh tha vipisa dự ca ni tăng nếu đem đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hồn, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Anh tha purisa pungala tăng nếu đem chiếc thì có tam bậc tăng đã đắc đạo tu đà hồn, tăng đã đắc quả tu đà hồn, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Ê sa phagavato sa quả ca sanh khô chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. A hu nay vô các ngài đang thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đã thế này vô các ngài đang thọ lãnh của tín thí tín lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjali Karani vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punyakhetang Lokasati các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Nát thi mê sa ra năng âm nhâm sẵn khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sanh cha quán chê na hồ tu mê cha gia bằng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con ý như lời chân thật này. Vạn đa mi chế thi dân sám bằng sa bánh thành đề sư ba tín thi tăng sa di vi kha tha tu ma bồ tát bốn tha bồ bằng sa ca lăng sa đa con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc sa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra tham mom hi cha rằng anati to ya thi tham
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn từ Đức Tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ.
xin được thay mặt Như Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa nam can chư hàm mi con đem thân lòng thành kính xin quy Phật. Đăng sa nam can chư hàm mi con đem thân lòng thành kính xin quy Pháp. Sầm khấn sa nam can chư hàm mi con đem thân lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ tỷ dâm bi bù đăng sa nam can chư hàm mi con đem thân lòng thành kính xin quy Phật. Lần tiếng gì đủ tỷ dâm bi đắc mong sa nâng ca cha ha mi con em đang làm thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đủ tỷ dâm bi sanh khấn sa nâng ca cha ha mi con em đang làm thành kính xin quy tăng lần thứ nhì tạ tin bi bù đăng sa nâng ca cha ha mi con em đang làm thành kính xin quy phật lần thứ ba tạ tỳ dâm bi đắc mong sa nâng ca cha ha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba tạ tỳ dâm bi sanh tán sa nâng ca cha ha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba bổn thân sa ra nâng ca cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mong saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duthiyampi buddham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu thi yam bi tham mang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Tu thi yam bi sangham saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta thi yam bi bun thong saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba. Ta ti yam pi pun thang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang thang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ti saranakkhanam nithikam, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na thi ba tam về là mặt đi sẽ kho bất năng sanh mắt dạ mi, còn xin với những điều học là quy y tránh xa sự sát sanh. A đinh na da na về làm mạnh đi sẽ khó bất năng sanh mạnh dạ mi, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê sumit giá cha ra về làm mạnh đi sẽ khó bất năng sanh mạnh dạ mi, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa đam về làm mạnh đi sẽ khó bất năng sanh mạnh dạ mi, còn xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối sự ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha nam về làm mạnh đi sẽ khó bất năng sanh mạnh dạ mi, còn xin với những điều học là quy chánh xa chi dễ uống rượu và các chất hay. Panatipata viramani sikha phanang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinada viramani sikha phanang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Khame sumicchacara viramani sikha phanang samadhiyami, con xin vâng những điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
Vusavada Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Manchapa Madantana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani ban cha sĩ khắp bậc đà ni sở tu căn ca toàn hợp ma đề na ni cha ca lăng samara khi tập văn chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy phòng ngũ giới nơi tam bảo rồi phải có quan nhị hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À, vâng. Sì lê na su ca tinh doanh tịch sì lê na phô ca sâm bác đài sì lê na nê phu tinh doanh tịch ta sư mai sì lăng vị số thác dê các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải năng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhân. Xa thức lành thai un ta mang ghê na wan đề hăng pa đa pan su và un ta mang bún thề yô khá lý tô đô sô bún thô các mắt tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na oanh đê hăng, thăm anh cho chúng biết thăng quá răng, thăm mê vô khai lý tô đô xô, thăm mô các mắt tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta măng ghê na oanh đê hăng, thăm sang khanh cha đu ít thôn ta măng, sang khê vô khá lý tô đô sô, sang khô các mắt tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh năm ngày chư Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con cho được tròn đủ phước báo và con kính dâng nước đến ngài Nam Mô Bụt Thầy. Yom bana thamma anu thamma patipanno viharati sami chipatipanno anu thammachari so tathagatang sakkaroti karu karoti maneti puche ti paramaya puchaya patipatti puchaya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sapa ba ba sa ka năng ku sa la su pu sam ba da sa chit sa pa ri yo da pa năng e tăng bu ta na sa sa năng. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh, tâm ý, ba đời Phật dạy. Khanh ti paramang tapo thích tích khá nếp ba năng paramang vạn đăng ti bụt tha nếp bập bạch tố bà ru bà kha ti sa mạng nổ hô ti bà răng quỷ hê tha dân tô. Nhạy pháp thiêu hủy tối thượng không gì niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu pakwa do anu pakha to ba ti mo khe ja sang wa ro mat tan yu ta ja pha ta smim ban tan ja sa ja na sa năng a ti chit te ja a yo go e tang bu ta na sa sa năng.
Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Sila samadhi thi bhuna nang khanti pathana kara nang sabbe bhikkhu sala thamma khanti yaye wa thanh thi tê kê la qua năm bị ba ba năng khanh thị mũ lăng thì canh tất tiết ca hạ ca hạ hạ đi lăng mũ lăng khanh thị khanh thị cô nhấn lại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhấn lại. Nhấn lại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanh ti thi sa sa lăng ca lô khanh ti tạp bồ tạp ba si na khanh ti ba lăng quả gia ti năng khanh ti hi tạp su kha quá ham, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Khanh ti cô mê tạ qua la phi gia sĩ si su khả si lạ qua vị vô đê và mạng đô sa năng má na bô hô thị khanh ti cô. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bản lành được phúc lộc uy danh thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên đều thương mến hộ trì. Atano wa pare santo atthao wa ho wa khanh ti cô sắc cả một khai gặp măng mặc găng arun hô hô thì khanh thích cô sát thu nô quá trả nô quá đăng cả rô tí dê quá khanh thích cô và rập mai dạ chạy bu cha dạ chỉ năng bu chê thì khanh thích cô. Người hành pháp nhẫn nại bằng kiếp sanh thiên giới chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Xin thị giả cho nạ ga tham xin tham anh tôi xin tham anh tôi xin tham anh tùy đâm phá lăng e tà smin rát tà nát thà giả smin xâm phá xa đà nà chê tạ số cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thức lành thay, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan nghị phương điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, căn bận thầy tổ an vui lâu dài, viên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phương dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Y đằng nô nhá thi đằng hồn tước xứ ký ta hồn à, ta vô do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng quát ta mê phùn nhân a sa quát khai và quát hằng hồn tước do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức, quý bà quý cô tư nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng phần phước này đến chư thiên ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích diêm vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô phùn nhân ni bàn nát sa ngắt bát cha vô hồn tướng do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch ở đây, hãy là các viên lành để thành tựu niết bàn. Xà thức dạ, giờ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô bút thà giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sằng Khà Giác. Dạ, bây giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp cùng với thầy kinh, con kính mời đạo hữu cùng con đến thỉnh pháp sư.
Nam mô tha sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tha sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tha sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacaloka thibati sampati katanjali anthi varang ayajatha santi thasantam parajam khajam tika san tham ma pe rin vi na yan cha kha yang sun tan cha ban thang abhi tham ma cham Phạm Thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm gương lọc giả ngại lời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm Thiệu Trần Như được nếm hương vị vũ dư niền bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích nặng còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi nghe cậu trưởng trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Ma Dạ Nam mô Sang Thầy Dạ kính lễ Sư Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng Rung thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về thập nhị nhân duyên ha, tiếp theo ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Atiwadehi Soakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṁ Namāmi Sammāsambuddhamatulaṁ Sacchathammakanuttamaṁ Avivādiyapāsesaṁ Avithammakkasaṅkhaṁ Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô A Di Đà Nam mô Tham Ma Nam mô Sa Di Đà. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay mình cũng như thường lệ ha, đọc Pali trước rồi sau đó mời một vị lên đọc cái bài từ rồi học tới đâu mình đọc tới đó rồi tiếp tục vào buổi học. Rồi xin kính mời tất cả quý vị hoan hỷ lên đọc Pali ha. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc bài. Dạ, cô Nhật Quỳnh ơi, hôm nay cho Meta đọc hết cả bài đi. Bởi vì kỳ rồi thì chỉ đọc được đoạn một thôi. Thành ra cho mấy ta đọc luôn hết cả bài nha. Dạ.
Dạ, con xin đọc bài chương 8 bát chá giá sằng gá há. Quý phà gồ toát yếu về duyên. Dạ, để con kéo xuống. Dê sằng sằng khá ta thầm ma năng dê thầm ma bát chá giá giá tha. Tăng quý phà gá mi hề đà ni bá quắc khà mi gia thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Ba tích cha san mục bà đa na dô bát thà na na dô cha ti bát cha gia sằng gia hồ đủ quy thồ quề đi tập bồ tát tha tập phà quy phà hòa ca ra mắt tô ba lắc khi tô ba tích cha san mục bà đa na dô bát thà na na dô ba na à cha bắt cha dắt thi tin mà rập pha ba quốc cha ti u pha dần ba na wo mít tòa ba bành chèn ti à cha ri già. Đại cương những tương quan có hai phần, một định luật phát sanh tùy thuộc và hai định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị nhân, thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái, tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Đoạn 2. Tát tha á quýt cha bắt cha già sang kha ra sang kha ra bắt cha già huynh nha năng quỳnh nhà na bắc cha già na ma ru bằng na ma ru ba bắc cha già sa la ya ta năng sa la ya ta na bắc cha già phát so phát sa bắc cha già quê đa na bắc cha già tăng hà bắc cha già u ba đa năng u bà đà na bắc cha già pha wô pha hoa bắc cha già trà ti bắc cha già cha ra ma ra na so ca ba ri đề hoa đục kha đồ ma na su bà già sa sam pha hoàn ti ê hoa mê tát sa kê hoa lát sa đục khát khanh thát xa mu đa dồ hồ tì ti a ya met ta ba tích cha sa mục bà đa na dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thụ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử cợt sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, vậy con đã đọc xong
Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con kính cảm ơn thầy. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Chương 8. Tách cha giá sang cá há quý phà gô toát yếu về duyên đoạn 1. Dê sang sang khá tá tham mà năng dê tham mà tách cha giá giá thà tăng quý phà gá mí hê đà ní bá quách khà mí giá thà vã hăng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo nguyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bá tích cha xá múc thà đá ná vô bát thà na ná vô cha tí cha giá sang hồ đú quý thô quê đi táp bồ tát thả táp phà quá phà quý phà quà cà lá mát tô bá lắc khí tô bá tích cha xá mút phà đá ná vô bát thà na ná vô phá ná à hách chá phách cha giá thí tí mà ráp phá phá vút cha tí u phá dằng phá ná vô mít xét tòa pháp hành trần tí à cha rí già đại cương những tương quan có hai phần a định luật phát sanh tùy thuộc và b định luật liên hệ tương quan. Trong hai phần này định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật liên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Đoạn 2, tác. Tha quy trà bách cha già sằng khà ra sằng khà ra bách cha già quỳnh nhà nằng quỳnh nhà na bách cha già na ma ru bằng na ma ru ba bách cha già sa la gia tân nằng sa la gia tân na bách cha già pha sổ pha sa bách cha già huệ đa na bách cha già tàn hà tàn hà bách cha già u bà đà nằng u bà đà na bách cha già pha vô pha hoa bách cha già trà ti bách cha già cha ra ma ra na so ca pa ri đề hoa đô kha đô ma na su bà già sa sam pha hoàn ti ê hoa mê ta sa kê hoa la sa đô khắc khàn tha sa sa mu đa yo ho ti ti a ya me tha pa ti cha sa mu pa đa na yo định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và thất vọng
Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con kính tri ân thầy. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Thân mời Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh và Thiên Vũ đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài chương 8 tất cha giá sang giá há quý pha go toát yếu về duyên đoạn 1 dê san san khát tóc thâm ma năng dê thâm ma tất cha già giá thà tăng quý pha ra mi hịch hề đà ni ta quắc thà ni giá thà ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppada na yo patta na na yo chati paccha ya sa ya sang ya ho du vi tho ve du tap bo tap tha tap pha wa pha vi pha wa ka ra mat to palakito paticca samuppada na yo patta na na patta na na yo pana ahat cha paccha ya ti ma ra pha pa vu chati u pha yang pa na vô mi se tòa pa pan chen ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần, A lớn định luật phát sinh tùy thuộc và B định luật duyên hệ tương quan. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân thầy kinh, kính chào cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn chị Quỳnh đã có bài. Dạ, con đọc tiếp ạ. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh giá bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái, tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước đó, khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với mọi điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong dạ. Xin cảm ơn thầy Kim, cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào thầy Kim và toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là con có lấy mic của Sích Hoàng Thanh không ạ? À? Tại con lên con không có ngó. Dạ, con không biết là con... Dạ cảm ơn Sích Tina đã... À... Không ạ, à. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ tại em không có ngó nên em bấm là em lên luôn. Dạ con xin đọc bài ạ. À. Đoạn 2. Và sankhara paccaya viññānaṃ viññāna-paccaya nāma-rūpaṃ nāma-rūpaccaya nāma, dạ con đọc lại, nāma-rūpa-paccaya sālāyatanaṃ sālāyatana-paccaya pāso pāsa-paccaya devānā đề qua nà bát cha già tần hà tần hà bát cha già u bà đà nằng u bà đà na bát cha già pha hồn pha qua bát cha già trà ti bát cha già cha ra maranaso kabari đề qua đúc khát đồ manasupa già sa sam pha quan ti e wa me ta sa ke wa la sa duk kha khan kha sa sam mud da yu. Dạ,
Sorry. Hồ tì ti ai gia mẹp tháp bá ti cha sầm mức bà đa gia nồ. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh, phát sanh, tùy thuộc nơi thức, tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài, kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ, con kính mời Xích Hoàng Thân ạ. Dạ, con xin xuống mic. Con kính đến Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đến Ngài Chi Đức. Con kính đến Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh cùng quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Em xin trị bài ạ. Chương 8 Bách Chá Giá Sang Gá Há Quy Phà Gồ Toát Yếu Về Duyên Đoạn 1 Dê Sang Sành Khát Tát Tham Mà Năng Dê Tham Mà Bách Chá Giá Giá Tha Tăng Quy Phà Gá Mi Hề Đà Ni Hoa Ba Quắc Thà Mi Giá Tha Ra Hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Pa tích cha sầm mu pa đà na. Chị ơi, sao em lại bị mất bài? Tự nhiên cái hình của em nó bé quá, em xin. Pa tích Pati cha sam mu pa da na yo pa tha na yo cha ti pa cha ya sang ga ho vi thu ve di bo ta tha ta pha wa pha vi pha wa ka rama to rama to pa la ta khi to pa tích cha. Cái máy làm sao ạ? Pa tích cha sam mu pa da na jo pa tha na na jo pa na a ha cha pa pa cha ya thi ti ti ma ti ma ra pha pa vu cha ti u pa yang pa na so mi mi se toa pa pan che pi Acharya. Đại cương, những tương quan có hai phần: định luật phát sanh tùy thuộc và b định luật duyên, không thể đọc nổi, duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị nhân duyên khởi, thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu điều kiện liên hệ với một điều kiện. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Cái màn hình của con hôm nay làm sao nó chỉ được 2 cm thôi, không nhìn nổi ạ. Con kính tri ân quý đạo hữu ạ. Con xin xuống mic ạ.
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Thế Đức, con kính đảnh lễ Thầy Tinh và quý cô tu nữ, con xin phép được đọc bài. Đoạn 2. Tathā avicca paccayā saṅkhārā saṅkhārā paccayā viññānaṁ viññāna paccayā nāma rūpaṁ nāma rūpa paccayā salayatanaṁ salayatana paccayā passo passa paccayā vedanā vedanā paccayā taṅkhā tăng hà bát chát già út bà đà nằng út bà đà nát bát chát già phà vô phà vát bát chát già trà tít bát chát già chát ra ma rát nát sô khát pari đề quát đúc khát đồ mát nát súp bà già sầm phát hoàn tít ê hoàng mê ê ê quát mê thát xa kê quát lát xa đúc khát khẩn thát xa sa mút đá dồ hồ tì tít ách giác mê thát phát thích chát xa mút bà đá na dồ định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con kính tri ân ngài tri ân thầy và tri ân đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Tha Giá, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Thầy Kinh, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào Đạo Tràng, và con xin trả bài, và cảm ơn Đạo Tràng đã cho những từ biết là âm thanh rõ, và cảm ơn Sư Nhật Bình đã post bài lên ạ. Và bây giờ những từ xin đọc bài học hôm nay, bài Paccaya Sanggaha Vigao Phagao Phugo Phago và tốt yếu về duyên. Ye sang sang kata thamma năng ye thamma bắc cha ya ya tha tăng vi pha ga mi hề đà ni bắc quắc kha mi ya tha ra hằng nơi đây theo đường lối thích nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Ba tít cha sa mút ba đa na yo bát thà na na yo cha ti bát cha ya san ga hồ du vi thồ về đi tấp bồ tất tha tấp và qua phà quy phà và ca ra mắt tổ ba lắc khi tổ ba tích cha sa mức bà đa na dồ bắc thà na na dồ ba na à hắc cha bắc cha yắc thi tỷ ti mà ra phá ba út cha ti u phá dằng ba na vô mít xét tòa ba bàn chân tí à chariya đại cương những tương quan có hai phần
A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhiện duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn và lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong bài. Dạ, con có sai, mong thầy Kinh xử lý dùm con. Dạ, cảm ơn xin đọc và cảm ơn xích nhục mình thật nhiều. Bây giờ, mình tự xin mời bàn tay của Giang Hạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Con xin phép đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha avicca baccaya sankhara sankhara baccaya viññāna viññāna baccaya nāma rūpaṃ nāma rūpa baccaya salayatanaṃ năng salayatana baccaya phasso phassa baccaya vedana vedana baccaya taṇha taṇha baccaya upādānaṃ upādāna baccaya phasso phavo phava baccaya jāti jāti baccaya cara maraṇa sokha mani đề khóa đúc khá đồ manasu bà già xa sầm phá hoành tí e wa mê tát sa e wa lát sa đúc khá khàn thát sa sa múc ta dô hồ tì tí a ya mê tha pa tít cha sầm mú đất bà đa na dô. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh. Tùy thuộc nơi thủ, khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Sa thủ Vinh Giang Nhật Hà. Nam mô Bích Tha Giao Tham Ma Giá Nam Mô. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn con Châu Nguyễn, cảm ơn chị Mạch Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trinh Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Thi Na, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Vũ. Con cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, những quý bà, quý cô tu nữ, chị em đạo hữu. Dạ, con không thấy bàn tay của vị nào nên con xin phép được đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn.
chương 8 bách cha giá sanh giá há quy pha gơ tất yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sanh sanh khát tát thầm ma năng dễ thầm ma bát cha già cha tha tăng vi pha hê đa kha mi gia tha ra nay theo đường lỗi nghi tôi sẽ tỉ mỉ phân tích những pháp tạo liên hệ với các pháp tạo tùy duyên. Ba tích cha sa mấp bà đa na dơ bà thà na na dơ cha ti bát cha gia sanh gà hồ đu vi thờ quê đi tạp bồ tà thách tạp hà hà quý phà quát tơ mấp bà đa na dơ bà thà na na dơ văn na a hạt cha ba cha gia của cha tị u phai ri già đại cương những tương có hai phần tương quan trong hai phần này định lực tùy thuộc phát sanh hai nhập thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư lộn hai pháp này để giải thích. Nam mô Bích Tha Giá, và phần một đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính cảm ơn thầy kinh, cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú, mời bàn tay cho thị cúng ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, thầy kinh và quý bà quý cô tu nữ. Kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng và được đọc bài. Đoạn 2. Tattha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya vinyana vinyana paccaya nama rupang nama rupa paccaya salayatana salayatana paccaya phasso phassa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadana upadana paccaya bhavo bhava paccaya chati chati paccaya chara manan marana sopa paridewa dukkha doma nasupaya sa sampavanti eva metassa kelalassa dukkha khandassa samudayo hoti ti ayametta paticca sambuddhana yo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc vào nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn đạo tràng, xin cảm ơn Châu Nguyễn đã quét bài, con xin xuống mất ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Bát Chá Giá Sàng Gá Há Quý Phà Gô Toát Yếu Về Duyên. Đoạn 1. Dê sàng sàng khá ta thầm mà nàng dê thầm mà bát trái già giác hà tàng quý phà gá mi hề đà ni bá quắc hà mi giá thà ra hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppada na yo patta na na yo jati paccaya sangha ho duvi tho ve ni tap bo tap tha tap pha vi pha wa karama to palakhito paticca samuppada na yo patta na na yo pana ahak caya pak caya thi ti ma rafa pau chati Upa yang bana wo misse toa papan chen ti a chariya. Đại cương những tương quan có hai phần: a. Định luật phát sanh tùy thuộc và b. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ thưa con đã đọc xong, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Châu Nguyễn. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Xích Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Có đọc bài không? Xích Trần Đạo. Dạ, cảm ơn Thina, cảm ơn đạo tràng. Trần Đạo ơi, có học bài không? Cho Nhục Quỳnh một tín hiệu và kính mời huynh tập học Bali. Dạ. À, xích Thành Kiểm, dạ kính mời còn ba vị chưa định ôn bài, kính mời quý vị đưa bàn tay à, kính mời xích Trần Đạo, kính mời xích Thành Kiểm, kính mời huynh tập học Bali, dạ kính mời đạo tràng à. Bài học hôm nay rất là ngắn, quý chị đã ta xin mong gặp hai lần luôn. Con xin sám hối với đạo tràng, bên con máy cắt cỏ nó đang nằm ầm ĩ quá, mà con thấy đạo tràng im ru nên con phải cầm mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ vậy là thầy ơi, mic ế rồi thầy ơi, thầy tính sao? Dạ rồi, dạ Nhật Quỳnh xin được phép đọc phần 2. Châu Nguyễn mất bài nha, Châu Nguyễn nha. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Đoạn 2. Tát thâm quyết cha bách cha gia sanh kha ra sanh kha ra bách cha gia quỳnh nhà năng. Quỳnh nhà na bát cha già na ma rù bằng na ma rù ba bát cha già
sa la ya tan nang sa la ya tan na bát cha ya phát sơ phát sa bát cha ya quê đa na bát cha ya tan ha tan ha bát cha ya u ba đa nang u ba đa na bát cha ya phá vô thập qua bát cha ya cha tích bát cha ya cha ra marana sơ ca ba ri đề và đục khá đồ Pana su ba ya sa sam ha quan tích ê qua mê ta sát kê qua la sát đức khát thành tha sát sát dơ hồ Ayamathapatik chasamup và anh định lực tùy thuộc phát sanh nơi đây tùy danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ và hận. Chánh văn thứ hai đã chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính cảm ơn thầy kinh Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng Nhật Quỳnh và Nhật Quỳnh một chút xíu phân tâm cho Nhật Quỳnh nhìn lại. Nhật Quỳnh mình thấy có người vào. Hà ơi, dạ mến chào Hà, mến chào cô Nguyễn Quy Nhân. Dạ hai vị này có đọc bài không thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, nhất là cô Nguyễn Quy Nhân nè, đọc bài đi, kiếm chút phước cho em bé đi. Có biển nguyên nhân đâu rồi, cho em bé một chút xíu phước đi. Alo, alo, dạ, mến chào ba âm thanh. Có biển có nghe không? Hà có nghe không? Alo, alo, cho tiền không bằng cho phước đâu, cho phước mới là quý giá. Dạ, Nhật Quỳnh thích cho phước lắm. Dạ, Nhật Quỳnh cũng xin hai xin phước. Dạ. Dạ, bây giờ không thấy tín hiệu cũng không thấy, mà cố biển cũng không thấy. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, thì kinh trở lại điều họp cho buổi 2 ạ. Dạ, ba ông thần lên đọc bài ạ. Dạ, mời ba ông thần lên đọc bài nha. Không có được lên nói tiếu nha. Hello, hello, mọi người nghe con không ạ? Hello, trước hết con kính đảnh lễ sư ông chư đức cùng quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính chào thầy kinh, ý quên, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ nữa. Con kính chào thầy kinh Malenda. Con kính chào quý cô chú và anh chị. Hết giờ học rồi hả? Con nhìn như là một bamboo forest. However, con xin đọc. Dạ đúng rồi. Con xin đọc bài ạ. Con đọc vừa sai, con kính nhờ quý cô chú sửa giùm con. Chá giá sân gá ha quý pha cô toát yếu về duyên. Đoạn 1. Ye sân sân khá tát thâm ma nân ye thâm ma bất chá giá giá tha tân quý pha gá mi hê ta lý bá quất ca mi giá tha gá hăng.
Trời ơi, nó chạy như vậy làm sao con đọc? Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo nhiên tác hình liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy nhiên. Patichasamuppa dandayo patta nandayo chatipaccaya sangaho duvito veditabbo tathatappa vapha vipha vakaramatto palak kito patichasamuppa dandayo patta nandayo panna ahat chapat chayat thi tâm ma gấp phá quá nhất chati u pha yang pan na wo mit sat toa pap pan chan ti a cha ri ya. Oh my god, đại cương, những tương quan có hai phần: a, định luật phát sanh tùy thuộc, và b, định luật liên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sinh hay thập nhị nguyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sinh xuống của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Nữa, định luật liên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư phá trùng lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con. Ba cái bông là hết. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con xin sám hối nếu mà con có cái gì sai. À, con xin sám hối và con xin được sửa. Con xin xuống bích. Con mời quý cô chú kế tiếp. Sa thú kính cảm ơn. Ông thần, dạ vị đạo hữu mới vừa giao đạo tràng để đọc đi ạ. Dạ cảm ơn China cho Nhật Quỳnh biết được tiếng hơi kính. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, ba ông thần ơi, ba ông thần đâu rồi? Quên rồi. Hà ơi, Hà đâu rồi? Hà nói hết giờ, còn giờ mà. Hà ơi, Hà đâu mất tiêu rồi? Mẹ lên, thiếu giọng của Hà thì thầy chưa chịu dạy nè. Hà ơi, đâu rồi? Sao hôm nay không chịu lễ giùm vậy? Hà ơi. Lẹ lên giùm Hà ơi. Thầy chờ Hà lên trả bài xong thầy kinh mới dạy nè. Hà đâu rồi? Thầy ơi, Hà mắc cỡ rồi thầy ơi. Dạ, kính mời thầy. Dạ,
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Bà nhé, Nam mô Sang Khai. Em có gì nghe mà alo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng mới vào rồi. Thân chào tất cả quý vị. Thấy đọc ai đọc cũng hay chứ mà không biết có người lúc kêu réo không có ai lên. Không biết quý vị có quan hỷ mà đọc Bali quý vị có quan hỷ không cho biết rồi. Alo. Có quan hỷ không cho biết có hoa lên coi. Dân hoa là dân hoa cúng dường pháp bảo. Sao hữu không thấy gì đọc cũng rất quan hỷ, đọc càng ngày càng điêu luyện rất là tốt. Sẵn quan hỷ cái chúng tôi chợt nhớ có một câu đố vui, đố vui gì trước khi học ha, con câu đố vui Châu ghi ra nha, Châu ghi ra chặt chợt thấy có câu đố vui cũng hay lắm. Tất Châu chuẩn bị chưa? Châu Nguyễn đã rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. Tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, phải chăng? Đọc về thập nhân duyên các pháp là thấy hấp dẫn thì ghi câu hỏi đố vui. Tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, phải chăng? Rồi, mời quý vị ai quan hỷ xung phong giơ tay trước rồi. Ai rơm xung phong coi. Rồi mời quý vị nha, quý vị thay phiên nhau lên thảo luận chút xíu cho nó vui ha. Rồi giờ chúng ta đi vào bài học. Nam mô Bụt Thầy á, dạ không thấy ai đưa tay, Nhật Quỳnh liều mạng đưa tay, trả lời thế nào cũng bị rầy, nhưng mà mong rằng cái sự rầy đó sẽ giúp cho Nhật Quỳnh học hỏi thêm về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tất cả các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã phải không? Dạ theo cái hiểu của Nhật Quỳnh thì không phải là như vậy. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng pháp vô vi niết bàn thì không có khổ mà là lạc. Mà cái pháp này thì không có bị cái ngã. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ hiểu được bao nhiêu đó. Kính mong thầy kinh đạo tràng sửa cho Nhật Quỳnh để có cái suy kiến tốt hơn về pháp, về tất cả các pháp. Nam mô Bụt Thầy dạ. Xà thú quên giỏi quá rồi ta. Cô Kim Dung lên bàn luận thêm chút xíu, có góp ý thêm được chút gì nữa hay hơn. Xà thú cô Nhật Quỳnh ha, mời cô Kim Dung coi. Dạ mời Kim Nhung cầm mic Kim Nhung ơi. Dạ, con kính đảnh lễ thầy, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con quên. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa thầy, chị Nhật Huỳnh nói như vậy là được rồi đó, thưa thầy, là trong các pháp thì bao gồm pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi thì theo
thì nó theo tâm tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Riêng pháp vô vi là niết bàn thì không có theo cái định luật này, nó không có khổ, nó là vô ngã, tại vì nó không của ai hết, cứ ai đạt được cái trạng thái tịch tịnh thì là niết bàn. Dạ, theo con hiểu là như vậy thưa thầy. Dạ, còn nếu mà nói vô niết bàn thì nó có niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư, còn pháp hữu vi thì có chân đế và tục đế. Dạ thưa thầy, nếu mà pháp hữu vi thì mới theo cái quy luật của thầy đưa ra. Dạ, quy luật là vô thường, khổ, vô ngã. Dạ con hiểu như vậy thưa thầy. Dạ con xin xuống mic, con kính tri ân thầy ạ. Rồi, xà thử, nhưng mà hình như quý vị còn kẹt cái chỗ Niết bàn có vô thường hay chăng? Niết bàn có vô thường không? Hello. Không, đúng rồi, mới nói đó nè, Niết bàn thì đâu có vô thường, mà nơi nào không có vô thường thì không có khổ, thì không có vô ngã, là vô ngã. À, như vậy là xà thú, ai câu hỏi dễ quá ha. À, làm cô rung rung quên cầm mic luôn. À, giờ hôm nay chợt nhớ đến cái về cái bà Đipa Ma, nhớ bà Đipa Ma thì sẵn có cô Meta, mời cô Meta lên đọc bài từ rồi học coi. Cô Meta lớn nhất cũng nhớ tới bà Đipa Ma. À, cũng là một người đàn bà lớn tuổi, có một cái gương rất là sáng chói. À, rất là tuyệt vời ha, một sự tu tập rất là tinh tấn, một một người đàn bà mà phải nói rằng là cũng thuộc loại dạng hiếm, hiếm có trên thế gian này. Và đặc biệt là chúng tôi được tường tường nó đi những cái khóa thiền, thì ngài Kim Triệu hay kêu rất là tán thán bà Đipa Ma. À, ngài Kim Triệu có cái đặc biệt cái chỗ là mặc dù ngài là một vị cao tăng ha, mà ngài luôn luôn là tôn trọng bà Đipa Ma, coi như là vị thầy của mình. À, đó là cái đặc biệt của ngài Kim Triệu, cái chỗ đó chúng tôi rất là hoan hỷ cho đó. Ngài cũng từng kể những cái lúc mà ngài đi học với người bà Đipa Ma này, nghe nói về thiền á, thì chúng ta thấy rằng bà Đipa Ma rất là tuyệt vời ha, một người nữ rất tuyệt vời. Giờ trong room mình cũng có cô Meta lớn nhất, cũng là tuyệt vời ha. À, vì tán thán cô Meta, cho cô Meta hoa, là mời cô Meta lên đọc bài từ rồi nha. À, sao Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Thầy quá khuyến khích, quá động viên Metta chứ. Thật sự Metta không có đạt được những cái điều mà thầy đã khen đâu. Dạ, con còn yếu lắm. Học cũng hiểu được chút ít vậy thôi chứ con không có đạt được những cái điều mà thầy đã từng khen đâu. Dạ thì hôm nay thì con đọc lại bài tuần rồi, đó là vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, thập nhị nhân duyên. Số 1, vô minh duyên hành áo quýt cha bát cha già sankhara. Áo quýt trá là vô minh, vô là không, minh là sáng. Vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Anh tá quý rá hi tê xăm xa rê sát tê chá hòa bê tí. Cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận, cái đó là vô minh. Và đó là câu nói của Đức Thế Tôn. Thế gian vô thường, khổ, vô ngã mà cho là thường, là ngã, tức là vô minh. Không tuệ tri tứ diệu đế, tức là vô minh. Không hiểu biết 12 giới là vô minh. Một số từ mô tả vô minh đó là
những từ thiếu trí, thiếu tuệ, thiếu hiểu biết, thiếu lãnh hội, không thông minh, mờ mịt, đối nghịch với minh, đối nghịch với vô là minh, đó là quýt cha, là sáng suốt, là tuệ tri, tứ diệu đế, thấu rõ lý duyên khởi. Căn gốc của vô minh là tâm sở si, đối nghịch với si là minh. Tâm sở đó là tâm sở tuệ quyền. Xuất nguyên từ căn mút, mê mờ, lầm lạc, mô há chính là cội nguồn, là căn gốc luôn có mặt trong các tâm bất thiện. Mô há chính là một trong ba nhân bất thiện, tham, sân, si. Chính là si. Sankhara tức là hành. Cái gì tạo thành, tạo tác hay cái gì được tạo nên, những cái được tạo ra gọi là hành. Pháp bản thể, tâm sở tư, chetana. Chetana hăng, phích khá quê, căm măng, quê, quá đa ní. Con đọc lại, chetana hăng, phích khá quê, căm măng, quá đa ní. Này chư tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng, tư, tức là tác ý, chính là nghiệp. Chetana, thứ nhất, chi phối và quyết định mọi hành. Thứ hai, đôn đốc xúi dục các pháp. Thứ ba, làm cho các pháp cùng sanh nắm bắt cảnh. Thứ tư, hoàn tất nhiệm vụ sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo. Hành thì có ba. Thứ nhất là phi phúc hành. A bút phi sằng khá rá. Phi phúc hành đó tức chính là tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh khởi, một trong 12 tâm bất thiện. Xui khiến cho thân làm ác, tức là sát sanh. Ba na tí ba ta, tí ba tá, trộm cắp, á đinh, ná, đá ná, tà hạnh trong các dục. Ca mê xú mít cha cha ra, về khẩu làm tức là nói dối. Mú sa qua đá, nói lì gián. Bí xú nà qua cha, nói độc ác. Phá rú xá qua cha, nói phù phiếm. Xâm pháp bá là bá, về tâm làm ác thì có tham lam, áp phích, chí hà, sân hận, phá gia bà đá, tà kiến, mít cha, đích thí. Về phúc hành, phần thứ hai của hành là phúc hành, tức là buôn na, phí xâm kha ra, tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong tám tâm thiện dục giới, năm thiện sắc giới, sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới, tâm quả thiện sắc giới và các sắc nghiệp thiện. Thứ ba là bất động hành. Thứ ba là bất động hành. Dạ, thứ ba là bất động hành. Anicca Vissamkhara, bất động hành. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, một trong bốn tâm thiện vô sắc, và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Dạ, con ghi được bao nhiêu đó. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Còn có chỗ nào còn thiếu sót thì xin thầy chỉnh sửa cho con ạ. Rồi, sa thứ, cảm ơn cô Mít Ta.
trình bày bài học tuần rồi ha, rất là xa thứ. Rồi kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta học về vô minh, duyên qua hành và duyên qua phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Tất cả đã được trình bày đầy đủ tuần rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp phần ghi chú, ghi chú hai chấm. Dòng gạch đầu dòng từ trong tâm đạo siêu thế Okutara Makkachitta, từ trong tâm đạo siêu thế, các vị chữ này cho lẹ ha. Từ trong tâm đạo siêu thế Okutara Makkachitta. Không được xem là hành, không được xem là hành, dòng cả dòng. Trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Tư thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện. Nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện. Nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Rồi, thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Rồi, đó là một số ghi chú để cho chúng ta làm sáng tỏ vấn đề rồi ha. Ví dụ như tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Bởi vì sao? Bởi vì tư trong tâm đạo siêu thế đó, nó làm phần sự diệt trừ nghiệp. Còn tư ở trong tâm hiệp thế thì nó tạo nghiệp. Thì chính vì do vô minh duyên hành, hành duyên thức, tức là khi mà tâm sở tư nó trong cái những cái tâm hiệp thế thì nó tạo nghiệp, nó sẽ cho quả. Còn trong tâm đạo siêu thế thì nó không có làm việc đó, nó là diệt trừ nghiệp chứ nó không phải, cho nên nó không được xem là hành. Đây là cái vấn đề chúng ta cần phải được biết ha.
và trí tuệ chính là cái yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Thì trong tâm siêu thế, trí là cái chính chứ không phải tư. Tư nó chỉ hỗ trợ cho trí để mà diệt trừ của mình, chứ nó không phải làm cái mà làm việc chính trong tâm siêu thế. Cho nên tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Đây là mình phải thấy vấn đề nó rõ ràng ha. Thì tư thì nó nổi bật trong các tâm siêu thế nè. Từ trong cái tâm siêu thế, tức là từ tâm siêu thế trở lên đó, thì mình thấy tâm siêu tư nó nổi bật với cái nhiệm vụ của nó là nó tạo nghiệp, nó tạo ra nghiệp và sẽ cho quả. Ví dụ như trong tư trong tâm bất thiện thì nó sẽ tạo nghiệp và nó cho những quả bất thiện. Còn tư trong tâm thiện thì dục giới thì thiện mà dục giới đó, thì nó sẽ cho quả dục giới. Thiện trong tâm sắc giới cho quả sắc giới, trong vô sắc giới cho quả vô giới. Thì như vậy tư sẽ nổi bật trong các tâm thuộc về hiệp thế với nhiệm vụ là tạo nghiệp. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải nắm bắt chính xác ha. Rồi vô minh thì nổi bật trong các tâm bất thiện, thì trong các tâm bất thiện thì vô minh nó thuộc về đồng sanh. Vô minh là đồng sanh với lại các tâm bất thiện, nhưng mà với tâm thiện thì chúng ta không thấy cái vô minh đó. Cho nên vô minh trong các tâm thiện nó thuộc dạng ngủ ngầm chứ nó không có nổi bật đó. Cho nên vô minh thì nổi bật trong các tâm bất thiện nhưng mà ngủ ngầm trong các tâm thiện. Cho nên thiện và bất thiện cũng đều bắt nguồn từ vô minh. Đó là vấn đề một số những cái ghi chú để chúng ta bổ sung thêm cái kiến thức của mình ha. Rồi quý vị ghi kịp chưa? Alo. Kịp không? Cô Bách Ta ghi kịp chưa? Mấy cô quý vị ghi kịp chưa? Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình tới cái số 2. Mã là Sang Kha đó bắt chước nguyên nha năng là hành duyên thức. Vô minh duyên hành. Rồi bây giờ phải hành và duyên cho thức. Chữ này rồi, cái thức là từ chữ tiếng Bali mình là Vijnana, nhưng mà tiếng Sanskrit là khác. Sanskrit là Vijnana và tiếng Anh là Consciousness là thức. Thì đây là cái từ riêng của nó ha. Thì trong cái hành mà nó duyên cho thức rồi đó, thì nó có hai vấn đề chúng ta cần phải được biết. Thứ nhất là thức tái tục, tức là thức tục sinh. Tức là từ cái hành nó làm duyên cho cái thức được tái tục sang một cái sống mới. Từ vô minh thì nó làm duyên cho hành tạo ra những nghiệp này nghiệp kia, và hành này chính vì do có tạo nghiệp thì nó làm duyên cho thức. Trước tiên chúng ta phải hiểu về cái thức tái tục hay là thức tục sinh. Bây giờ mình xuống dòng ghi gặp tập dòng bông nhé. Thức tái tục hai chấm, thức tái tục đặc biệt chữ này bát thí sanh thí nguyên nhà ná. Viết luôn đi cô thư ký viết được. Thức tái tục bát thí sanh thí nguyên nhà ná. Xà đâu xà, chính xác, giỏi quá, rồi tôi nghĩ giỏi quá, cho 10 điểm ha. Giỏi ha. Rồi, thức tái tục, 2 chấm. Có bao nhiêu thức tái tục đây quý vị ơi? Theo quý vị kỳ trước nghe giảng tới lưu bài biết ha, giờ có bao nhiêu thức tái tục? 19 xà thấu, rồi ghi vô 19, 19 tâm... Ghi là 19 tâm quả tục sinh cho nó rõ, nó đơn giản cái chữ chút xíu ha. Thức tái tục hai chấm là 19 tâm quả tục sinh.
Ủa, thư ký đâu rồi? Ảnh gõ gõ xuống cái máy nó kẹt luôn đó. Nó kẹt cái lúc nó đứng luôn. Nó cái thục cái kẹt cái nó không muốn tục sinh, nó kẹt luôn. Bây giờ này 19 làm quả học sinh kẹt mặt phím rồi. Rồi bây giờ kể ra coi 19 tâm quả thực sinh là những tâm quả nào, quý vị kể ra dùm cái coi. Ai đang xem rồi. Đúng chưa quý vị? Cô Kim Dung ghi vậy đúng chưa? Alo quý vị ơi, có trúng chưa? Đúng ha, đúng đúng, mời Hà lên đọc ra 19 cái tâm đó coi sao nha, mời Hà lên. Dạ, con xin lỗi, con tưởng nó mất được rồi. Dạ, 19 quả tái sanh là hai tâm quả quán sát thọ xả thiện bồ nhân, và 8 tâm đại quả thiện là tâm tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân ý thức, thọ xả quả bất thiện vô nhân ý thức, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ, con xin lỗi, con đọc nhầm. Tâm thiện tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ thọ xả ly trí hữu trợ. Chính tâm đáo đại thì có 4 tâm quả thuộc sắc giới là sơ thiền, thọ hỷ thọ quả sơ thiền thọ tâm sơ thiền tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, rồi có 4 tâm quả, tâm quả ngũ thiền, và có 4 tâm vô sắc giới tâm quả, không vô biên thứ, sắc vô biên thứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vị tưởng xứ. Dạ, con đọc xong rồi. Rồi. Mày thấy thầy tiêu luôn là thôi, xong rồi, ăn hột vịt. Lắm tôm luôn tào lao mà mời mời vị khác lên coi, vị khác lên đọc thế đọc lại lại cho nó rõ ràng đâu vô đó đàng hoàng nào ra đó, mời vị khác coi. Alo ai tình nguyện lên đây, Giang Nhật Hạ rồi Nam, mời Giang Nhật Hạ, đúng là quên ông này cũng trốn lâu quá, mời Giang Nhật Hạ lên đọc 19 tâm quả thực sinh coi. Chưa ta lên, alo có nghe không? Giang Nhật Hạ đâu rồi? Đó giờ nó mất tiêu rồi, kêu bạn cái lên nè. Rồi mời lên xà thử xà đức anh hùng phải vậy, Nam Nhi đại trưởng phu. Rồi mời. À, Nam Mô Phật Thầy Giá. Dạ thưa thầy, con lấy xe giờ này con nghe thôi thầy ơi, con phải chở ông chuyện đó thầy.
Dạ con chỉ thính pháp thôi thầy. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ, à, vị khác ạ. À. Rồi sù ha, lên có cớ sù ha. Rồi thôi giờ mời cô, cái cô nào đây, mời cô Mít Ta đi, à, mời cô Mít Ta lên đọc rõ từng tâm một, cái ngon lành cái mời cô Mít Ta. Dạ chị Meta ơi, chị quên cầm mic ạ. À. Chị Meta ơi mở mic lên nghe. Dạ em xin xuống mic. Dạ con xin sám hối, con quên mở mic rồi, mà con nói tùm lum mà con quên mở mic. Dạ về 19 cái tâm tục sinh đó thì gồm có hai tâm quan sát thọ xả, đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, và tám tâm đại quả, đó là tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ, và chính cái tâm đáo đại, đó là năm tâm quả sắc giới, đó là tâm tâm quả sơ thiền, tâm quả thọ hỷ sơ thiền, tâm quả thọ hỷ nhị thiền, tâm quả thọ hỷ tam thiền, tâm quả thọ hỷ tứ thiền, tâm quả thọ hỷ ngũ thiền, và bốn cái tâm quả vô sắc giới, đó là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng xứ. Và con đã đọc xong. Ơi sa thú nhưng mà sai sai một tâm ha, sai một cái tâm tâm ngủ tâm quả ngũ thiền sắc giới đó, họ hỷ họ xả sao họ hỷ được. À, lạc lộn ha, lạc xả làm tí lộn ha, nhưng mà cũng rất là sao thú đọc rõ ràng ha, chỉ rung quá chắc là quýu sao quýu ha. Rồi sa thú rồi quý vị tặng bông cho cô Nhật Bình lên rung giúp quên cầm mic nhưng mà sao đó quá giỏi nè sa thú rồi ghi chưa à, ghi rồi ha ok. Rồi cô thư ký cho lại. Thì rồi ha, rồi bây giờ mời một vị nữa lên nói về cái hệ quả của những cái tâm này. À, hai tâm quan sát thọ xả vô nhân,
tám tâm quả thiện dục giới tình thảo năm quả giới bốn quả dục giới thì nó sẽ cho đi tục sinh như thế nào, đó là công tác coi như thế nào. Rồi mời mời ra ngoài ai đây, rồi mời mời cô Dung đi, rồi mời cô Dung là nói như này đây đi, rồi từ từ nha, bình tĩnh từ từ. Hà hả, Hà cho ta hả, xung phong đó. Rồi giỏi, mời Hà trước nha. Rồi Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, thầy chê con quá nãy thầy la ông sùng thì giờ con phải chuộc tội. Dạ cái tâm quan sát đầu tiên là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì cái quả nó cho những người tái sanh vào người khổ, bốn cảnh khổ, khổ người khổ, thì đó là cái quả của cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân thì cho người lạc vô nhân. Và cái tâm bốn cái tâm thiện dục giới ly trí á, thì sẽ cho cái quả tái sanh của người nhị nhân, và người tam nhân thì sẽ là bốn thiện dục giới hợp trí. Có năm cái thiện sắc giới á, thì là ở cõi lão đại thì cho tái sanh quả tái sanh vô cảnh giới sắc giới, cảnh sắc giới. Còn bốn cái thiện quả thiện vô sắc giới á, thì cho tái sanh vào cõi vô sắc giới. Dạ tâm quả, con đang nói tâm quả. Dạ à từ đâu ra quả đó. Dạ nếu à, alo à, bị té rồi. Bây giờ mời cô Nhung lên trình bày rõ ràng là Hà nay xui, Hà nay xui bị té lên té xuống. Rồi mời cô Kim Dung lên trình bày lại từ kỹ lưỡng rõ ràng cho người ta nghe, nắm bắt lại. Rồi xin mời cô Nhung. Dạ con alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ con kính đảnh lễ thầy, kính chào các anh chị. Dạ con nói theo hiểu biết của con cũng không có được đầy đủ rõ ràng, thưa sư, thưa thầy. Dạ 19 tâm quả này á là do kết quả, thứ nhất là tâm tâm quả tâm quan sát, tâm quả tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân là do 11 cái tâm bất thiện thì nó sẽ cho cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì nó là cái những cái tâm thiện tâm quả tâm tâm này tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân là do tâm đại thiện, là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì quan thì tục sinh làm người người khổ ở trong bốn cõi khổ. Còn tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân là kết quả của các tâm thiện mà ly trí mà thiếu tư thì sẽ cho tục sinh làm người lạc vô nhân. Còn tám tâm đại quả là do tám tâm đại thiện trong quá khứ và tạo ra tám tâm quả thì tùy theo là đủ tư hay thiếu tư mà sẽ cho ra là các tâm quả tương ứng, thọ hỷ, thọ xả và có tư có trí hay không có trí tùy theo các tâm thiện, tâm đại thiện và sẽ cho ra các tâm đại quả tương ứng. Các tâm này thì những cái tâm ly trí thì sẽ tục sinh làm người nhị nhân và các tâm có trí thì tục sinh làm người tam nhân. Người nhị nhân thì ở 11
Trong 11 cõi dục giới thì chỉ ở 7 cõi là cõi người và cõi trời không có khả năng tu chứng đắc đạo quả, còn người tam nhân thì cũng ở 26 cõi hữu tâm có khả năng có thể chứng đắc đạo quả. Còn tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì làm người khổ làm người lạc vô nhân thì ở có thể là ở cõi cõi người, cõi trời và cũng có thể là ở cõi vô tưởng. Còn quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì tục sinh làm người khổ ở 4 cõi khổ. Dạ, con nói như vậy không biết có đúng không thưa thầy? Dạ, cái đề tài của thầy rộng quá mà con cũng chưa nắm được hết. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính tri ân thầy ạ. Còn còn cái gì thưa thầy? Thầy nói. Thầy còn cái gì thầy nói ra con nói tiếp ạ. À, dạ con quên. Còn tâm đáo đại, các tâm quả đáo đại thì năm tâm quả sắc giới thì mỗi tâm quả chỉ cho ra một người tương ứng, một người tương ứng ở theo từng cõi. Ví dụ như tâm quả sơ thiền thì cho tục sinh làm người ở cõi sơ thiền, tâm quả nhị thiền cho tục sinh ở cõi nhị thiền, cho tới ngũ thiền thì từng cái cõi tương ứng, và bốn cái quả vô sắc thì cũng cho tục sinh ở những người tương ứng, không không cho tục sinh ở những cõi khác. Dạ, thưa thầy, đó là con hiểu như vậy. Dạ, con có thiếu thì con kính tri ân thầy, xin thầy bổ túc thêm. Con xin xuống mic ạ. À, xa đó, vâng, rụt dữ ha. Nhắc lại cái sơ thiền, tâm quả sơ thiền, tục sinh cõi sơ thiền. Tâm quả nhị thiền, tam thiền, hai cái chung nha, tục sinh cõi nhị thiền. Chuyện lộn đó. Tâm quả tam thiền, tục sinh cõi tam thiền, tâm quả tứ thiền, tục sinh tâm quả tứ thiền, tục sinh cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền, tục sinh cõi tứ thiền. Nhớ lại lấy xíu. Chọn nhiều rồi, lên rung quá, nói tôm luôn tạm ạ. Nhưng mà sao thú ăn, rất là sao thú. Sẵn dịp ôn bài cho quý vị luôn ha. Lâu lâu mình ôn lại vậy đó, mới động não mới nhớ được ha. Cô Hà có nghe lại chưa? Cô Hà đâu có nghe lại chưa vậy? Ra vô hoài ngày hết. Đúng rồi, chị thì ta thì tục sinh có gì thì. Rồi, giờ mình nãy ghi đủ rồi hết ha. Ghi đủ rồi hết ha, rồi. Xuống dòng, cho lên lại đi, cho lên lại đi, cho lên lại đi, đặng tiếp theo được. Mà ghi lại tiếp theo. Thức phái tục á. Rồi, xà thú ha. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiện thế. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiện thế. Duyên do hành, hai chấm. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiện thế. Duyên do hành. Tức là nãy giờ mình nói là hành duyên cho thức, lấy ta thề về cái thức tái tục ha, nhưng mà giờ theo cách khác mình lấy vừa thức tái tục mà vừa lấy những cái tâm quả trong cái thời bình dịch luôn. Thì như vậy theo một cái phương cách khác thì người ta cho biết là hành để duyên thức lấy luôn hết tất cả các tâm thuộc về hiệp thế, các tâm quả thuộc về hiệp thế. Thì như vậy có bao nhiêu quý vị? Nếu lấy hết các tâm quả thì mình có được bao nhiêu? Ba mươi hai rồi, xà thủ của Dung hai ba mươi hai ghi ra, coi Nguyễn Trang sao ghi học dịch coi. 32 tâm quả vô nhân có không? Tâm quả vô nhân có bao nhiêu? Tâm quả vô nhân có bao nhiêu? Nghe mà có nghe alo. Rõ mà, sao Nguyên Trang nào không nghe? Nghe rõ mà, rồi. Tâm quả vô nhân lấy hết là bao nhiêu đây? Là 18, phải không?
tam quả vô nhân lấy hả? 18 phải không? Alo. Mấy là nhiêu? 15 xà thôi, hay gì ta không bị lừa. 15 rồi, 8 tam quả thiện dục giới à, hữu nhân ha, 8 quả thiện dục giới được chưa, rồi 5 quả sắc giới và 4 quả sắc giới, thì như vậy tổng cộng mình có được là 32 à, 32 tam quả như thế. Rồi cô thư ký ghi đi. 15, 8, 5, 4, 32 ha, 32. Bắt rồi. Thư ký đã bắt rồi. 15 8 5 4 rồi, xà thu đúng không? Rồi bây giờ mình xuống dòng ghi cái chữ chữ lớn lớn xíu ra, chữ in tâm quả bất thiện vô nhân hai chấm, tâm quả bất thiện vô nhân hai chấm. Từ từ, tâm quả bất thiện vô nhân. Đó giờ cái tư gì đó giờ tôi dạy học đấy không ạ? Dạy pháp này sợ nhất cô Nhật Quỳnh. Chưa sợ ai cũng có sợ mình cô Nhật Quỳnh. Rồi bây giờ cô luôn. Rồi tâm quả bất thiện vô nhân hai chấm, dòng thời bình nhất hai chấm, thời bình nhất hai chấm, có bảy tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân, có bảy tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. Rồi có bảy tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân, rồi đó là thời bình nhật ha. Rồi thời tục sinh hai chấm, dòng tâm hai chấm, tâm quả quan sát bất thiện vô nhân, đây là ghi tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân cho đầy đủ theo tục sinh, tâm tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, xuống dòng người hai chấm, người hai chấm, người khổ, người hai chấm, người khổ, súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục là người khổ. Người khổ, người khổ ghi người khổ thôi nha, rồi xíu mình tắt riêng cái ghi cõi thì cho nó rõ ràng ha. Người người khổ vậy thôi, cũng dòng cõi, cõi bốn cõi khổ, cõi bốn cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân,
do 11 tâm bất thiện làm nhân. Cõi buồn cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân. Mở ngoặc. Trừ tâm si phóng dật không có khả năng tạo quả tướng. Đóng ngoặc. Trừ tâm si phóng dật không có khả năng cho quả tục sinh, không có khả năng tạo quả tục sinh. Rồi, như vậy chúng ta có cõi khổ thì mình có bốn cõi ha, súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục, và bốn cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ tâm si phóng dật không có khả năng tạo quả thực sinh. Rồi, như vậy tâm quả bất thiện vô nhân trong thời bình nhật chúng ta có 7 quả. Thời thực sinh thì mình có một là tâm quả, là tâm quan sát và xả quả thiện vô nhân. Rồi bây giờ thời bình nhật thì có 7 tâm quả sanh khởi do bởi phi hành làm nhân. Ok, rồi mời quý vị nào đây, giờ mời ai lên nói cái 7 tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân, trình bày đầy đủ câu này y pháp coi. Ai tình nguyện alo. À, cô Hà nãy té giờ lên lại được không? Lên lại gỡ điểm coi, lên lại gỡ điểm Hà đâu rồi. À, có nghe không vậy? Chắc hết tiếng Anh nữa rồi. Rồi, lại mời người khác nha. Giờ mời cô, mời Nguyên Trang. Rồi, Nguyên Trang vô. Mời Nguyên Trang vô trình bày rồi. Nguyên Trang đâu? Giơ tay lên. Mục tiêu rồi. Alo, Nguyên Trang đâu? Rồi, mời Nguyên Trang trình bày ha. Trời ơi, nãy giờ dạ con kính đảnh lễ ngài trí thức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ninh tăng ni, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ thầy ơi, nãy giờ con bị té te lu đua, con cũng không có, con chạy ra chạy vô con không có biết gì hết thầy ơi, nên hả con không có, nên con cũng không có nghe, con không biết thầy. Dạ xin lỗi thầy nha, con xuống. Bỏ tài, bỏ tài luôn hả? Bỏ tài luôn. Ai, ai, cô Nhật Quỳnh khóc đi rồi, khóc đi, mời cô Nhật Quỳnh lên trình bày đi. Bảy tâm quả sanh khởi do bởi phi phúc hành làm nhân. Bảy tâm quả là gì, phi phúc hành là gì, mời cô Nhật Quỳnh ha. Nữa xù nữa xù người nữa rồi. Ai trình nguyện đây, ai là được? À rồi, mời Hà lên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con có đảnh lễ ngài trí đức chư tôn đức tăng, kính chào thầy kinh, có cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con thử thôi, cái âm thanh con cũng được ổn nha thầy. Con có té. Dạ bảy cái tâm, tâm để tạo ra phi phúc hành thì là bảy cái tâm bất thiện, là trong đó có tâm trong đó có tâm tham, tám tâm tham, phi phúc hành. Thầy nhắc lại cho con câu hỏi thầy.
Dạ, thời bên Nhật. Rồi đây con trả lời, con trong lúc chờ đợi. Thì cái bảy đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, đó là trong cái tâm vô nhân. Tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ xả thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Hai tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm và tâm quán sát thọ xả quả bất thiện, đó là bảy. Dạ, do những cái do quả của những cái kiếp trước thì nó trổ ra trong thời bình nhật, thì mình phải chịu lãnh những cái này. Khi giống như mắt thấy một cảnh không được toại nguyện, hoặc là thân phải thọ khổ do cái quả bất thiện mình đã làm những kiếp trước, mình đa đó là cái nhân nó đưa đến trong cái thời bình nhật. Dạ. Dạ, con xin xin mít ạ. Bó tay là cái này, bó tay thì giờ lặp lại cái câu hỏi này. Cái câu nó nói là có bảy tâm quả sanh khởi do bởi phi phúc hành làm nhân. Thì bây giờ mình lên mình trình bày là bảy tâm quả sanh khởi là những cái tâm quả nào ha, đọc rõ ràng ha. Rồi phi phúc hành làm nhân thì phi phúc hành là những loại tâm nào, đọc rõ ràng ha. Câu một cái câu này nó nói nhiều chi pháp trong đây lắm. Rồi giờ mời một vị khác coi ai lên đây. Của bên ta đi, của bên ta lên là ngon lành ha, mời của bên ta nha. Của bên ta rồi lên trình bày từng chút tỉ mỉ này ha. Giúp cho động não phát sanh trí tuệ còn kêu phá án của trời. Của bên ta đâu rồi? Học 3 năm rồi đó nha, vi diệu pháp 3 năm rồi, giờ hỏi lại mấy cái này bơi thì thôi thì chết luôn rồi. Rồi mời gọi phải ta. Dạ trời, thầy kêu con câu này con còn run dữ nữa thầy. Dạ chắc con nói tùm lum quá thầy. Dạ để con xem lại câu hỏi. Ôi trời ơi. Dạ, nhà con ồn quá. Dạ chờ con chút xíu. Dạ xin sa thứ, dạ xin sám hối, nhà con có âm thanh ồn quá. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Bảy tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. Dạ nói về phi phúc hành tức là phi phúc hành là do tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng động sanh khởi, một 12 tâm bất thiện, và nó đưa đến là thân khẩu ý, làm những cái việc bất thiện. Thì trong đó hỏi về bảy tâm quả sanh khởi. Thì con thấy là ở trong tâm bất thiện đó, thì như hồi nãy nói là con muốn hiểu rõ cái phần này thầy ơi, chắc con nói tùm lum.
Thôi xin thầy mời người khác đi thầy. Con này con không hiểu được rõ. Dạ thôi con xin xuống hết. Sao đâu, sao đâu, rùng quá, rùng quá, quên bài hết rồi. Rồi bài Hà lên nói lại đàng hoàng á, ngon lành cái từ từ nói rõ ràng ha, chữ nào ra chữ đó là chi pháp phải rõ ràng không. Rồi bài Hà ráng thì sao lấy được 10 điểm coi ha. Ok dạ con lên rồi coi con có lãnh học dịch lộn nữa không. Dạ thưa thầy, dạ, thôi con hiểu hơi hiểu hiểu cái ý của thầy, câu hỏi của thầy thì con trả lời là vậy thì thầy nói bảy cái tâm quả phi phúc hành thì đó là bảy cái tâm quả bất thiện trong 18 tâm vô nhân thì con xin nói lại, thầy muốn con liệt kê tên của tâm quả bất thiện thì đó là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ xả quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân và quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và phi phúc hành á, bảy tâm quả phi phúc hành làm nhân là do có 12 tâm bất thiện. Do mình thì trong đó có tâm tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, đó là nhân đưa đến bảy cái quả phi phúc hành. Dạ con không biết con trả lời câu hỏi này có đúng không, con xin cho mắt. À, đúng không quý vị? Alo, đúng không? Alo. Đúng chưa? Đúng không quý vị? Xa thú, xa thú. Nói rồi mới đúng rồi đó. Dạ, được rồi đó, nói được rồi đó. Và nói rõ ràng mới được ha. À, thì trong thời Bình Nhật, à, nhớ là trong thời Bình Nhật thì nó cho có 7 quả, 7 cái tâm quả sinh khởi. Do phi phúc hành làm nhân thì những cái nào làm nhân, tức là 12 tâm bất thiện làm nhân cho 7 quả sanh khởi, tức là 7 tâm quả vô nhân á, sanh khởi trong thời Bình Nhật nha. Nhưng mà bây giờ nếu mà trong thời tục sinh thì nó khác ạ. Thời sinh thì mình sẽ thấy nó có cái sự khác biệt. Bây giờ mời cô Dung lên trình bày trong thời tục sinh nó khác biệt chỗ nào, phi phúc hành khác chỗ nào mà và tâm quả nó khác chỗ nào. Mời cô Kim Dung coi. Alo, cô Kim Dung chạy đâu rồi? Alo, quý vị có nghe không? Nghe rõ rồi, cô Kim Dung đâu rồi? Rồi, ok, rồi mời cô Kim Dung lên trình bày về cái tâm tục sinh nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con cầm mic không được mà con nói quá trời luôn. Dạ, con thưa thầy, dạ, trong thời Bình Nhật thì có bảy tâm quả bất thiện sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. Đó là tâm sở tư phối hợp với các tâm sở tương ưng đồng sanh khởi trong một trong 12 tâm bất thiện, là xui khiến thân, khẩu, ý làm những việc bất thiện. Còn trong thời tục sinh thì chỉ có 11 tâm bất thiện trừ tâm si phóng dật thì sẽ tạo ra kết quả là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân để đi tục sinh làm người khổ ở trong bốn cõi khổ. Dạ thưa thầy con nói như vậy không biết có đủ chưa ạ? Dạ con kính tri ân thầy, con xin xuống mic. Ơi, xà thử, xà thử, chính xác ha, 10 điểm xà thử. À, lên từ từ mình nói vậy cái ôn bài là ha, rõ ràng ha. Rồi quý vị nắm được chưa? Alo,
Rồi bây giờ tới tâm quả thiện vô nhân, hai chấm xuống dòng. Học rồi giờ ôn lại cái quýu hết rồi hả? Ai nó quờ quạng cái gì? Tâm quả thiện vô nhân, hai chấm. Thời bình dịch, hai chấm. Tám tâm quả thiện vô nhân. Thời bình dịch, tám tâm quả thiện vô nhân. Sanh khởi do phúc hành. Tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Rồi xuống dòng thời tục sinh. Thời tục sinh do bốn tâm thiện, dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Do bốn tâm thiện, dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Rồi, dòng tâm hai chấm. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Rồi xin vào người hai chấm. Người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân. Rồi cõi hai chấm. Cõi hai chấm. Người cộng tứ thiên vương thấp. Người cộng tứ thiên vương thấp. Rồi như vậy tâm quả thiện vô nhân trong thời bình dịch là cho chúng ta tám tâm quả thiện vô nhân ha, tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Chấm hỏi cả nhà lại đây. Thời tục sinh do bốn tâm thiện, dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Do thiếu tam tư là cái đó tính xa đây nãy chấp bốn cái tâm thiện, dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân trao cho cái tâm quả vô nhân là tâm quả thiện vô nhân trong thời tục sinh. Tâm quan sát là tâm tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tục sinh làm người lạc vô nhân. Và người lạc vô nhân thì nói về cõi thì có mặt trên cõi người có mặt là ở cõi tứ thiên vương cũng có, nhưng mà những thần, những ông thần thấp á, ông thần núi là người rừng này kia, những ông thiên vương là bậc thấp nhất là người lạc vô nhân, cũng có những vị trời đó là bậc thấp. Rồi nhà học ở đây ha, hôm nay mình học ở đây ha, nhưng mà giờ trước khi chấm dứt cái buổi học thì mời quý vị trả lời dùm câu đầu tiên ha. Cô thư ký ghi là tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành, chấm cái dấu hỏi một cái để hỏi bự đó. Rồi mời ai lên trình bày tám tâm quả thiện vô nhân là gì? Sanh khởi do phúc hành làm nhân. Sanh khởi do phúc hành làm nhân là những loại tâm nào? Ai tự nguyện đây? Tự nguyện trả lời câu chót để đóng rung nghỉ học hoài. Bơi vòng 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 cái này. Ai tình nguyện đây? Câu này dễ mà ha.
Hồng Mai, Hồng Mai nãy giờ ngồi im ru dưới, ngồi nãy giờ trốn, trốn, Hồng Mai trốn im ru dưới. Những cao thủ không, những người học võ cổ lâu năm không mà. Hồng Mai đâu rồi? Ôi, cái Nhung ơi, nhắn Hồng Mai đâu mất tiêu rồi, về trốn đâu, về lấp lùm rồi kìa. Rồi, có mặt rồi không? Rồi, lên trả lời nha. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính chào thầy chư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, học dở nhất nên núp lùm thầy ơi, không dám ra thầy ơi, để con lấy lại bình tĩnh, con run quá đi thầy ơi. Tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành, giờ rối rồi không nhớ gì hết thầy ạ. Để con từ từ bình tĩnh lại nha thầy. Dạ, tấm tâm thọ thiện vô nhân là tâm nhãn thức, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát tỷ quả thiện vô nhân, sanh khởi do phúc hành. À, phúc hành là chi pháp là gồm tám đại thiện và năm thiện sắc giới. À, con biết là phúc hành đó là đi tìm hạnh phúc trong các cõi lành, để sanh ra các cõi dục thiên và sắc giới thiên. Dạ, con chỉ biết bao nhiêu đó ạ. Dạ, có gì giờ xin thầy cải thiện chánh tri kiến cho con ạ. Đúng không quý vị? Đúng không quý vị ơi? Cô Hồng Dung sa thú hả? Sa thú cái gì mà sa thú không hiểu nữa, cắt lắc cái trên là sa thú. Rồi mời cô Dung lên nói coi. À, thôi Dung. Dạ, con thưa thầy, vậy là Hồng Mai đã cố gắng rồi đó thưa thầy, và cũng như chị Nhật Huỳnh nói là đã đưa tay là sa thú rồi đó thưa thầy. Thưa thầy, còn Châu Nguyễn chưa có ý kiến, thầy không mời Châu Nguyễn. Dạ, con xin kể. Cái thứ nhất, ở đây thầy đang hỏi cái câu là tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Thì hồi nãy Hồng Mai đã kể đúng, con xin nhắc lại, tám tâm quả thiện vô nhân đó là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Thì cái tám tâm này là tám tâm quả thiện vô nhân do phúc hành, mà phúc hành tức là tâm sở tư cùng với các tâm sở tương ưng đồng sanh với một trong tám tâm thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, sẽ tạo ra các quả thiện dục giới và tâm quả thiện sắc giới. Dạ, đó là câu hỏi của thầy phải không ạ? Là con có thiếu gì con kính thỉnh thầy bổ sung cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic, con kính tri ân thầy ạ. Người ta kêu là trúng cái đầu mà đứt cái đuôi, trúng cái đầu mà cái đứt cái đuôi, mà sống chặt cái đứt cái đuôi này. Ai lên trình bày lại lần nữa coi, ai nữa rồi, ai lên trình bày lại coi. Rồi Châu Nguyễn núp lùm ở đâu có được đâu, bây giờ lì réo quá. Châu Nguyễn lên trình bày coi, bị đứt cái đuôi đó, giờ trình bày cái đầu rồi cái đuôi, giờ trình bày đây. Châu Nguyễn đâu rồi? Hồng Dung giơ tay nè, giơ tay đứng chánh nè, giơ tay lấy điểm lại phải không, 5 điểm và lấy ráng sao 10 điểm coi. Rồi mời em Dung. Dạ, con thưa thầy, cái khúc sau là thầy nói thời tục sinh bốn tâm thiện dục giới ly trí phải không ạ? Bốn tâm thiện dục giới ly trí, thiếu tam tư làm nhân, đó là tâm quả
tâm quả thiện, dục dỡ tâm tâm quả thiện, thọ hỷ, ly trí vô trợ, tâm quả thiện, thọ hỷ, ly trí hữu trợ và tâm quả thiện, thọ xả, ly trí vô trợ, tâm quả thiện, thọ xả, ly trí hữu trợ. Thì bốn tâm quả này khi mình làm thiếu tam tư, tức là thiếu tư tiền, tư hiện, tư hậu, thì sẽ cho tám tâm quả thiện dục giới, tám tâm quả thiện vô nhân, ở trong đó có tâm quan sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân, đi tục sinh. Dạ đúng đó thầy, con phải đọc bài đó thầy. Dạ nhưng mà con biết chỗ đọc được nhưng mà không biết đúng hay sai. Tâm quan sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân là tâm quan sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân là do bốn tâm thiện dục giới ly trí thiếu tam tư làm nhân, thì bốn tâm thiện dục giới ly trí thiếu tam tư con mới đọc xong. Thì bốn tâm đó khi làm thiếu ba tư thì sẽ cho ra tâm quan sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tục sinh làm người lạc vô nhân ở cõi người và cõi tứ thiên vương thấp. Dạ con biết như vậy. Dạ con kính thỉnh thầy bổ túc. Bỏ tài luôn bồm luôn đó. Và tám đồng thời bình nhật nè, tám tâm quả thiện vô nhân sanh khởi, đúng không? Tám tâm quả thiện vô nhân là bạn trình bày đúng rồi ha, nhãn dĩ tỷ thiệt thân chúng ta quan sát là đúng ha. Mà tám tâm quả thiện vô nhân trong thời bình nhật này do phúc hành là do những tâm nào? Phúc hành là do những tâm nào có lên đứng chánh là được không? Ai lên đứng chánh ta nói trúng cái đuôi cuối rồi, nói đúng cái đuôi rồi. Ai cho lên dễ quá, quýu tùm lum tà la rồi. Nói rõ ràng, trình bày rõ ràng, nó nhảy từ cái tâm, từ thời bình nhất quá, thời thực sinh tùm lum, ta đang nói chuyện thời bình nhất. Rồi mời lên nói lại, gỡ điểm lại, nó trình lại lại từ đầu ha, nói từ đầu là hết, đầu đuôi đâu cho rõ ràng ha. Dạ hôm nay thầy làm mọi người hồi hộp lo lắng, mà hồi hộp lo lắng là tâm sân đó thầy, nếu mà từ trong cái lúc này là đi xuống luôn đó thầy. Dạ con xin nói lại, tám tâm quả thiện vô nhân là đó là tâm nhãn thức, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm nhĩ thức, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm tỷ thức, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm thiệt thức, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm thân thức, thọ lạc, quả thiện, vô nhân, tâm tiếp thâu, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm quan sát, thọ xả, quả thiện, vô nhân, tâm thần, tâm quan sát, thọ hỷ, quả thiện, vô nhân. Dạ tám tâm quả này là do phi phúc hành, đó là tâm sở tư đồng sanh với một trong tám tâm thiện dục giới và năm tâm thiện xúc giới, năm tâm thiện sắc giới. Dạ thì sẽ tạo ra sai á thầy. À là do tâm sở tư tương ưng đồng sanh cùng với bốn tâm thiện dục giới ly trí thiếu tam tư, phải không thầy? Do tâm sở tư đồng sanh với các tâm sở tương ưng với một trong bốn tâm thiện dục giới ly trí thiếu tư. Dạ ai xa thú, xa thú con. Có nhiều đó mà nói lại và nói hoài không xong. Nói tập có vậy thôi. Thì phúc hành mà cho ra tám tâm quả vô nhân thì chỉ có những cái tâm thiện ly trí nó mới cho tám tâm quả vô nhân, nhưng mà học trí thì đâu có cho, nó cho thêm tám tâm quả vô nhân nữa.
con này ta tám tâm quả vô danh rồi, thì chỉ có những cái tâm thiện ly trí không à, đại khái hiểu vậy đúng không, mà xà thử xà thử. Hôm nay ôn lại cái bài cũ rít mà ai nấy quýu vậy là biết rồi, mà mỗi lần học mà cho ôn là hết, chậm là nữa à, cô Như Quỳnh là mấy cô Như Quỳnh học chậm là hết nè, quắt lên cả bài là hết ha, ôn là hết ha. Cô Như Quỳnh chịu không, cái này chắc chịu ha không? Hỏi nghĩ hưu là học học hoài hết rồi à, do phước báo mình học ngày hôm nay rất là xa thứ à, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm cái đi bay thành tựu chánh trí đồng đều nhà cao thái à, nam mô a di đà, nam mô tham bà nhà, nam mô sanh cả nhà. Nhắc lại kỳ tới học tiếp theo là tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, nhắc nha, tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân tuần sau, tuần sau khảo bài tiếp quý vị liệu mà, liệu hồn mà mình lo nha, đi chưa, tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân tuần sau. Rồi xin mời MC lên là thỉnh chư tăng tụng kinh phúc chốt cho. Dạ sa thú Lâm Thai, Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và thưa thầy, chắc ngày mai là Như Quỳnh bị ăn cháo lương. Đồng hồ Nhật Quỳnh đố hết 18 khúc rồi thưa thầy. Và cả lỡ trễ rồi thì Nhật Quỳnh cũng xin có ý kiến. Dạ, thầy dạy từ từ thì cháu nó mới như. Tâm chúng sanh bây giờ là thiểu trí, không có bằng quý thầy hoặc là cái thời của quý ngài. Ví dụ như sư Giác Đẳng, ngài Giác Giới thì hoặc là sư trưởng học rất là khó, nhưng mà quý ngài vẫn học được. Còn bị sau hai mươi mấy năm thì nên là trí của chúng sanh càng ngày càng dở đi, xin thầy thông cảm. Và Nhật Quỳnh chỉ nói cái điều mà mọi người muốn nói mà làm cho thầy kinh sợ thì Nhật Quỳnh xin thầy, nhưng mà xin lỗi thầy thì xin lỗi, nhưng nói thì vẫn nói. Dạ, không thể nào không nói được với những cái ý của Phật tử hiện tại. Bây giờ có người nói Nhật Quỳnh học một thời gian qua rồi nhưng chưa hiểu gì hết. Nói với Nhật Quỳnh như vậy đó, nên Nhật Quỳnh lúc nào cũng nói thầy chậm 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 chậm. Đã viết thì cũng phải từ từ viết, đâu có copy đâu mà lẹ. Hỏi chị Mata có phải chị không? Và hỏi một số vị trong đạo tràng có phải như vậy không? À, chỉ có là Châu Nguyễn là thư ký siêu sắc mới gõ được thật hay thôi. Dạ, năm một bữa mai mốt á, là Châu Nguyễn viết chậm đi thì thầy sẽ nói chậm, chứ Nguyễn viết nhanh cố theo thầy chừng nào thì thầy chạy chừng đó. Cả đạo tràng chạy theo là hụt hơi. Có bữa là chỉ mất ta xíu luôn là thầy mất đền không có kịp đâu ngang. Dạ, dạ năm một bữa hai giá, và một lần nữa Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng thành kính ơn thầy rất là nhiều. Nói thì nói cho hết ý thôi, chứ rất là tri ân thầy đã bỏ công ra dạy dỗ đạo tràng. Và mặc dù hiểu ít chút chút nhưng mà cũng hiểu được vi diệu pháp. Và rất là tri ân thầy. Và chúng con cũng thành kính tri ân quý sư. Nam mô Bích Thai giá. Con không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ sa thú. Dạ, con thấy tín hiệu của sư rồi. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đạo phạn sum và ruột tam ăn bút thể vô kha li tổ đô sơ bút thơ kha ma tu tăng ma măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhị chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh, ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo
Cuối xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho đức quý tăng và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mơ thầm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cuối sinh pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh chà đu vi thoát tâm ăn sẵn khê vô khà đi tổ đô sâu sẵn khô khà mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng.